Những con vịt con, nhưng mà quả trứng
bỏ rồi, nên cái này mình chỉ có thể là đem lên ăn thôi. Không, con làm những cho con ăn nha. Không ạ chị, cái này hết được, cái này chị rồi. Con nhặt hết trứng chưa? Dạ. Hai em nhặt hết trứng chưa? Dạ. Ơi, con nhặt hết trứng chưa con? Dạ, con mừng con mèo được không? Trời ơi, bà thích cho con mèo. Con nhặt hết quả trứng vào trong rổ giúp mẹ đi. Tí xíu nữa mẹ nói ông đem con mèo ra cho con nha. Dạ, ai còn đó? Mẹ ơi, cái này nhiều quá. À, ông cho nó ăn. Cái gì mà có thích đi nhặt quả trứng không? Ủa sao thế là nó mẹ, mẹ nhìn mẹ nó cũng sống, mẹ nó cũng lặn ra, nó bò trớ trớ, nó là bạn đốn mẹ. Rồi con nhặt hết vào đi. Mà không sao hết mà nó rơi quả luôn. Còn không con không? Còn quả trứng đâu không? Wow, trời ơi, còn nữa nè. Con nhặt hết đi. Con nhặt hết bỏ vào trong bát nha. Thích cầm, thích cầm. Rồi. Rất ơi, cười cái coi. Bên núi. Rồi, rồi, con đi nhặt đi. Con bỏ vào trong bát. Con không thích ông ngoài lá la sao? Con mở ra đồ đau cho nó được cái mẹ. Không, mở ra đồ đau. Con bỏ con mèo vào trong trong chuồng đi con đem nó đi ra ngoài rồi nó chạy mất tiêu á. Để nó còn bé lắm, để trong đây cho ông nuôi nha. Trời ơi, sao sao lại lại con mèo nó lúc lại cứ mở ra hóc quả sao xong con mèo lớn nó của nó đau rồi mẹ. Để cho ông nuôi trong đó đi. Con nhặt hết quả trứng chưa? Còn nó trứng không? Đây rồi nè. Ở đây còn nè, rồi bỏ hết vào trong rổ đi con. Nhặt đi. Wow, cái này để làm pizza quả trứng đó mẹ. Đúng rồi, cái này làm pizza quả trứng. Ờ, trong đây cũng có rồi mẹ. À, con nhặt đi. Thích quá. Quá trời trứng luôn. Quá trời nhiều trứng luôn. Mẹ ơi, con mùa là con lá mèo này, con mùa lá được không? Vậy mẹ mẹ đang. Con mở ra con mèo đang. Ờ, em rất cầm đi. Không được. Nặng quá hả? Ôi, nặng quá.